Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Tiếp tục trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một chương trình Airdrop nhận tốc cần có ký hiệu là Luna Code nè các bạn. Thì khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được điểm bôi này, các bạn có thể quy đổi ra tốc cần Luna Code nè các bạn. Thì sau này các bạn có thể bán được nha các bạn. Thì nó chạy trên nền tảng của Seaway nha các bạn. Thì trước kia mình đã có hướng dẫn cho các bạn nhiều dự án trên dưới Seaway lắm các bạn. Ví dụ như dự án là nhận một bot nè bạn. Thì mình có để cái video cái phần link mô tả cho các bạn tham khảo nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào register nè các bạn. Các bạn đăng ký địa chỉ email của bạn cho các bạn vào nè. Bạn bấm next nè. Rồi sẽ gửi về, sẽ có một cái mã code gửi về email cho các bạn nha. Mã thư rồi nè các bạn. Rồi sao nó không gửi về mình email các bạn. Các bạn vào thử lại nha các bạn. Bấm net lại các bạn. Sao nó không gửi về cho mình ta. Rồi nó gửi về nè các bạn. Rồi nếu không gửi thì bạn bấm vào reset nè các bạn. Rồi bạn copy cái mã code này nè các bạn. Rồi các bạn bắt đập lại nha các bạn. Bạn dán vào đây. Rồi verify code. Các bạn vào copy lại nha các bạn. Vì mã code mình hết hạn nè các bạn. Đã xác minh lệnh không gian bí mật. Rồi ok, bấm continue nha các bạn. Rồi sau khi mình đăng ký mình sẽ nhận được 26 điểm boy nè các bạn. Mình được cấp 1 nè. Thêm nắm giữ tiền điện tử để mình set từng chức năng của nó cho các bạn nha các bạn. Và nhấp dẫn bà ta của mình nè. Thực đơn thôi các bạn. Cấp 1 cảnh báo. Cài đặt là mời bạn bè. Để mình vào bên một thị trường thôi các bạn. Continue. Khám phá. Continue. Giờ đây thì các bạn kết nối với tờ Twitter nha các bạn. Thì bạn sẽ nhận được 25 điểm Lunat nè các bạn. Thì các bạn nhấp vào kết nối nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào kết nối nè. Để mình nhận được 25 điểm boy nha các bạn. Rồi các bạn ứng dụng cho quy quyền nè các bạn. Rồi bấm continue nha các bạn. Tài khoản này không đủ điều kiện, người ảnh hưởng sẽ bị y tế. Tài khoản tự tơ mình không đủ điều kiện, các bạn nhấp vào ba cho ảnh cùng nữa các bạn. Bấm vào mục sao thích các bạn. Ủa mục sao yêu thích. Nhấp vào mã thông báo Lunat. Lỗi ứng dụng đã xảy ra phía khách, xem bạn điều khiển để biết thông tin. Kỹ tế. Sau mình thoát ra mình vào lại, mình cộng mình được 51 boy rồi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cái ảnh cùng các bạn. Này sao ta, cái điểm đổi ra cái đồng các bạn bấm vào mục cài đặt nha các bạn. Vào mục hồ sơ nữa các bạn. Nhập tên, nhập này nọ người dùng mình nè các bạn. Tải lên một tạp xuống. Chọn nickname là Thanh Sưng. Tên cho nó đẹp các bạn, cho nó trẻ trung nữa. Thanh Sưng. Trời ơi sao nó văng vào. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nè bạn. Bạn bấm vào cập nhật hồ sơ nha các bạn. Sao không được ta. Cho hồ sơ lấy cái. Sao không được, các bạn vào tài khoản mình nha các bạn. Này sao mình đổi ra cái đồng dưới quay ta. Mình cũng không hiểu cho lắm. Nên mình vào mình check cấp 1 thôi các bạn. Này thì cái điểm này là Lunat để yêu cầu bồi thường nè các bạn. Thì các bạn cần 35 tốc cần Lunat. Số dư mình sẽ chưa cộng nè. Đây là địa chỉ mới của mình nè các bạn. Xem điểm thì mình đã x1 nè các bạn. 51 điểm. Này nhận Lunat thôi các bạn. Sao kỹ ta. Thì một tốc cần Lunat thì mình để mình chỉnh nha các bạn. Một Lunat. Đây thì được bao nhiêu USDT nha các bạn. Kèo này mình thấy cũng hơi ngon mà sao mà. Một Lunat bằng 9 USDT ta. Khá là cao nha các bạn. Bull. Đây mình sẽ quay trở lại các bạn. Không biết làm sao mình đổi điểm này qua cái đồng Lunat nè các bạn. Mình xem điểm nè.
Hôm nay thời gian có đông không? Thì mỗi 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 một ngày các bạn vào đăng nhập vào một lần thì các bạn sẽ được một điểm này, các bạn đăng ký từ khoản mới sẽ nhận được 25 điểm connect nữa. Kết nối với tờ Twitter nữa, giới thiệu bạn bè nó không cộng điểm nữa các bạn. Thì các bạn cứ tích điểm 30 ngày nha các bạn. Sau này thì các bạn điểm cái điểm này thì các bạn sẽ đổi qua cái đồng Lunas nha các bạn. Phần thưởng Lunas. Cái này mình cũng mới vừa đăng ký nên mình hướng dẫn các bạn, mình cũng chưa có tìm hiểu qua nha các bạn, không có thời gian mà tìm hiểu từng chức năng một của nó nè các bạn. Thì trước tiên thì các bạn chỉ việc đăng ký một cái tài khoản đi các bạn, rồi các bạn việc lấy link ghép mình chia sẻ trong bè nhà người thân các bạn. Thì link ghép chỗ nào thì mình kiếm link ghép cho các bạn nha các bạn. Link thực đơn nè, Luna cấp độ 1 thì các bạn bấm vào một giới thiệu bạn bè nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái link này lên tàu Twitter nha các bạn. Rồi, các bạn đăng test đi các bạn. Rồi các bạn mở tàu Twitter tất cả các bạn ra nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Thì đây là link ghép của tất cả các bạn quá các bạn. Phải không ta? Nó đó các bạn ơi, gì là chính xác đây các bạn. Mi Holding. Cái này là cái không quan trọng, quan trọng là cái điểm boy của mình sao mà đổi qua tập cận Lunas này các bạn. Các bạn cập nhật cái địa, các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn download về một cái app có tên là Siêu Bay này các bạn. Sau đó các bạn tạo ví nha các bạn. Tạo ví xong thì các bạn cập nhật cái địa chỉ ví của các bạn vào vào đây đi nha các bạn. Đâu ta? Điểm nè. Nè, các bạn nhấp vào thêm địa chỉ mới nữa các bạn. Các bạn cập nhật cái ba giấy cây của tất cả các bạn vào nha các bạn. Sorry các bạn cứ việc tạo mật khẩu các bạn. Tạo mật khẩu rồi các bạn chấp nhận điều khoản. Mật khẩu gì mà còn yếu nữa. Rồi, các bạn tạo mật khẩu nha các bạn. Rồi bấm kế tiếp nha các bạn. Rồi, cái mục xác nhận cụm từ wallet này thì các bạn chắc các bạn backup cái bên cái địa chỉ với UPay các bạn backup qua nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào điều khoản nha các bạn. Rồi các bạn sẽ được một cái giấy sau này các bạn claim nha các bạn. 35 Luna để yêu cầu. Rồi thì trước tiên các bạn cứ làm vậy đi, rồi sau này mình sẽ update sau cho các bạn nha các bạn. Vì mới quá mình cũng chưa có tìm hiểu nữa. Rồi vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.